Út. Chị Út mới qua tới hả? Nước lớn mới vô dàm chắc gì chống xuồng ra đây mỏi tay dữ hả? Không có đâu anh ơi. Má xây em mang mấy cái bánh má nấu hồi sáng. Anh với thằng đen ăn nha. Lâu lâu má cũng muốn nấu nướng món gì đó gửi ra cho anh. Má thương anh như con ruột vậy đó. Nếu má không có sai bảo gì thì thỉnh thoảng em cũng muốn chống xuồng nhỏ ra đây thì giấu xa cách
đương trùng cũng vẫn ở bên nhau. Kéo con nước rồng nán lại dây lâu
càng thêm quyến luyến. Thank you.